Xin chào mọi người, chúc mọi người luôn vui vẻ bình an. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái tiệm bán đồ Đà Lạt. Đó là tiệm Ngon Lạ Đà Lạt. Nó nằm ở số 5 đường Trương Công Định, phường 1 Đà Lạt. Thì mình ở đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái đồ khô, rồi mứt, dâu. Ở trong đó mình có mua một số những cái món như là gừng sấy, rồi cam sấy, ăn rất là ngon nha. Ở đây thì cũng có rất là nhiều loại này, thì có mận sấy, muối ớt, rồi mãng cầu này. Đây là cam sấy thì có hai loại, một loại thì nằm ở trong cái hộp này thì là khoảng 75.000, và cái gói này thì là gói lớn là 229.500 gram. Đây thì mình mua ở đây thì mình thấy đồ ở đây rất là ngon, dâu cũng rất là ngon nha, dâu tươi. Tất cả cái dâu đây thì trọng lượng thì như nhau, nhưng mà nó chỉ khác nhau về cái trái nó lớn với trái nhỏ thôi. Trái này nhỏ nè, còn mấy này là trái lớn nè. Đó. Ở đây thì cũng có bán một số những nước cốt như là nước cốt chanh dây, nước cốt hoa artiso. Đây. Thì khi mà vào mình mua mứt thì có rất là nhiều loại, và nó có những cái hộp để mình hộp mà đựng rất là nhiều loại mứt để mình có thể thử nha. Đây. Đây có một số những anh chị đang thử mứt này. Đây là siro dâu tây, siro dâu tằm. Và siro dâu tằm này thì mình pha để uống có thể là chữa được cái đau lưng nhức mỏi này. Nước cốt chanh dây này. Và các bạn phục vụ ở đây rất là nhiệt tình. Ở đây thì cũng có một số những cái đây là hạt điều, hạt maca và hạnh nhân. Đó. Thì ở đây thì mình đã thử rất là nhiều những loại hạt và các loại mứt rồi, thì mình thấy là chất lượng rất là ngon. Ở bên trong này thì có một số những cái hộp với hạt tổng hợp. Cái này là làm ở văn phòng hoặc là mình đi đâu chơi, mình có thể mua một số những cái hộp như thế này thì để ăn lai rai cũng rất là hay nè. Đây là bắp này. Ở đây có một số những cái loại như là mật ong cà phê, mật ong bạc hà. Đây, mật ong. Ở đây có đồng trùng hạ thảo ngâm mật ong. Đó. Ở đây thì mình thấy là các bạn bán hàng là luôn nó bận rộn, khách rất là đông. Thầy ơi, thầy Dương ơi, phụ mẹ đi. Là bà 77 bịch đúng không? Dạ. Rồi cho mang lại đây. Ở đây thì mình thấy có một số những cái loại khoai lang sấy thì nó có khoai lang sấy mỡ hành này, khoai lang sấy mật ong. Đó, và đây có cả loại khoai lang sấy sa tế nè, khoai lang sấy sa tế. Rồi, đây có bán cả gạo lứt rong biển. Đây, gạo lứt rong biển. Nhưng mà cái món ngày hôm nay mình mua nhiều nhất là gừng sấy và cam sấy. Vậy cái gừng sấy buổi sáng ấy thì mình mỗi buổi sáng mà mình có một hai lát gừng sấy và ăn thì rất là tốt nha. Rồi, nhưng mà mọi người mà đi lên Đà Lạt thì nếu có mua đồ Đà Lạt thì ghé số 5 đường Trương Công Định, phường 1 Đà Lạt để mua
nó đồ khô. Hay. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã coi video. Mọi người thấy hay và thú vị thì cho mình một like, một share và một nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người.